Được biết đến là một MC với thành tích nổi bật trong học tập, đồng thời là hoa khôi của trường Đại học Hoa Sen Thành phố Hồ Chí Minh, một vận động viên running đích thực khi hoàn thành nhiều giải chạy 21 km, Bảo Yến còn là cô gái hướng ngoại lạc quan, thích được kết nối và truyền cảm hứng tích cực đến với mọi người xung quanh. Đến đây thì chắc chắn là quý vị khán giả đang tò mò muốn biết một ngày làm đẹp của cô gái này sẽ như thế nào, phải không? Hãy cùng đến với phóng sự sau đây của chương trình nhé. Năng động, khỏe và đẹp, mình là Bảo Yến. Hiện tại mình đang là người dẫn chương trình Tự Do. Ngày hôm nay thì xin mời Năng động, khỏe và đẹp sẽ cùng theo chân Yến để xem một ngày làm đẹp của con gái sẽ như thế nào nha. Hôm nay thì em có đặt lịch hẹn với lại bác sĩ Hằng á để thăm khám thời gian cũng như là cơ thể của mình. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ thì Yến đang có mặt tại Viện Thẩm mỹ La Ratio. Và ngày hôm nay thì Yến có đặt lịch tại đây để có thể được bác sĩ thăm khám toàn diện về cơ thể cũng như là về làn da của mình. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng Yến để đi gặp bác sĩ nha. Thật sự là cuối năm á khá là bận rộn nên là em không có thời gian đi tập luyện nhiều. Bác sĩ cũng thấy là bắp tay của em á nó hơi bị nhão, mà đó là em phải hay mặc những cái đồ mà sát nắp như thế này. Thế nên là em hôm nay muốn đến để gặp bác sĩ để xem coi là mình có cái phương pháp nào mà giúp cho em để có một cái cơ thể săn chắc. Săn chắc cơ thể hoặc là giảm mỡ thì nó có rất nhiều phương pháp. Thì từ bắp tay em là anh thấy cũng tương đối rồi, tuy nhiên cũng hơi thừa thừa mỡ một tí đó. Ha. Đó thì có thể là mình dùng cái liệu pháp là làm giảm mỡ và săn chắc cùng một lúc. Vì ngoài cái bắp tay ra thì ví dụ như vùng bụng hay là vùng mặt thì em có thể áp dụng cái phương pháp này được không ạ? Rồi em đứng lên coi thử nè. Dạ đây. Yến thì cũng hay xuất hiện trước công chúng đúng không? Đúng rồi ạ. Thì anh nghĩ là cái bụng nó nhỏ một xíu nữa. Dạ. Ha. Với hai nữa là khuôn mặt thì cũng cần săn chắc một tí nha. Dạ, rồi em ngồi đi dễ nói chuyện ha. Trước đây thì lúc mà có thời gian nhiều thì em có chạy bộ với lại là tập gym. Nhưng mà có một vài cái vùng ví dụ như là bụng dưới nè, hoặc là cái bắp tay nè, em cảm thấy là tập rất là khó để mà có thể săn chắc luôn á. Vậy thì ở đây em không biết là đối với lại các khách hàng thì cái liệu trình nào là cái liệu trình được mọi người ưa chuộng nhất à? Liệu trình thì tùy theo từng khuôn mặt. Tuy nhiên với em thì anh nghĩ là săn chắc là nhiều hơn là giảm mỡ. Nếu em quan tâm vùng bắp tay và hiện trạng như thế này nè, thì anh khuyên em là nên dùng cái công nghệ gọi là sóng RF. Cái sức nóng của sóng RF á, nó làm cho cái mỡ nó tiêu bớt một phần nhỏ thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là vẫn là săn chắc. Mỗi một cái liệu trình như vậy chúng ta có thể làm 4 lần rồi cách nhau khoảng 1 tuần đó. Như vậy từ nay đến Tết thì em làm 4 lần là cũng là tương đối vừa đẹp đó. Dạ, em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì Yến đã được bác sĩ Trung tư vấn cho mình về những cái nhược điểm của mình trên khuôn mặt cũng như là trên cơ thể. Bây giờ thì mình sẽ đến gặp bác sĩ da liễu để xem là da của mình đang có tình trạng như thế nào. Bây giờ thì Yến đang ngồi ở đây cùng với lại bác sĩ da liễu Thúy Hằng. Và bây giờ thì Yến sẽ hỏi bác sĩ một vài vấn đề về cái da của mình nha. Em chào bác sĩ, ngày hôm nay thì em có một vài vấn đề về da. Thì em muốn hỏi bác sĩ là chắc là đầu tiên chắc nhờ bác sĩ thăm khám về cái da của em trước nha. Chị chụp hình da em rồi chị sẽ phân tích cho em dễ hiểu nha. Dạ vâng ạ. Rồi. Tình trạng da của em chị chỉ cho em xem này. Thứ nhất là màu da nó không đều màu này, nó hơi sạm màu. Thứ hai là cái bề mặt da nó hơi sần sùi, nó không có cái độ căng mướt. Bắt đầu xuất hiện các cái vấn đề lão hóa.
lỗ chân lông thì hơi to, độ đàn hồi của da nó hơi kém. Dần dần nó sẽ xuất hiện các nếp nhăn nha. Thật sự là vấn đề về da là vấn đề mà em cực kỳ là băn khoăn nhiều, bởi vì là cái việc dẫn chương trình của em á, thì là có hôm thì phải dậy sớm nè, hôm thì về khuya nè, không có ăn uống điều độ nữa, thế nên là nó ảnh hưởng đến da khá là nhiều. Đặc biệt là vào cuối năm thì da em cảm thấy là nó khô hơn và cái sắc tố của da nó có vẻ nó sậm hơn á. Dạ thì chắc là em phải nhờ bác sĩ tư vấn thêm về các cái phương pháp ở La Radio ạ. Hiện tại thì trong ngành thẩm mỹ da có rất là nhiều phương pháp để trẻ hóa da, ví dụ như các cái công nghệ bằng laser và ánh sáng như CO2 Fractional, IPL, xóa nhăn bằng Botox, rồi PRP. Nó là một cái phương pháp mà tác động tới môi dưới da, làm cho da của mình căng bóng lên, trắng sáng lên. Không biết là một liệu trình thì sẽ gồm bao nhiêu lần và một lần như vậy thì sẽ tốn bao nhiêu thời gian ạ? Cái phương pháp PRP này thì liệu trình của nó là khoảng 3 đến 5 lần. Mình làm lần nào xong là mình sẽ thấy cái tác dụng rõ rệt ngay từ lần đó. Chắc là bây giờ thì em rất là nóng lòng để được biết là cái công nghệ làm da ở mình như thế nào ấy. Giờ mình cùng nhau qua phòng để trải nghiệm dịch vụ nha. Dạ rồi. Quý vị thân mến, sau hai liệu trình ngày hôm nay thì bây giờ Yến cảm thấy rất là thú vị, bởi vì là mình cảm thấy là vùng tay của mình nè, nó săn chắc hơn rất là nhiều. Còn về phần da thì hồi nãy lúc mà mới làm xong thì da của mình có ửng đỏ một chút, nhưng mà sau khi mà được đắp một cái mặt nạ làm dịu da thì bây giờ da của mình gần như là đã trở lại hoàn toàn rồi, mà các bạn thấy đúng không ạ? Ngoài ra thì Yến được biết là ở La Radio còn có rất là nhiều những liệu trình khác nữa, thì hy vọng là Yến sẽ có thời gian để đến đây trải nghiệm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào.